Chào các bạn, kênh Sức Khỏe và Thiên Nhiên xin chúc các bạn một ngày mới an yên, hạnh phúc. Mr. Bình cùng với một người bạn rất là thân thiết, mặc dù mới gặp không lâu nhưng mà vì tình cảm chân thành cho nên là chúng tôi gắn kết với nhau. Và bạn ấy là ai chắc chúng ta đã biết, bạn Long đến từ nước Đức và trở lại Việt Nam để vừa làm việc vừa thưởng thức những cảnh đẹp ở Tây Nguyên. Và bạn là người gốc Việt cho nên là bạn trở về quê hương thì thật là tuyệt vời. Hoan nghênh tất cả các du khách đến đây để thưởng thức ly cà phê ở Tây Nguyên cùng với cảnh đẹp ở Đồng Sen này. Đồng Sen này, Bắc Bình ở chủ quán này đã trồng rất nhiều năm nay. Chèo thuyền phải nói là thông dong các bạn, bởi vì nơi đây mà chúng ta đi nhanh quá thì rất là tiếc cho những đóa hoa, những đàn cá đang tung tăng bơi lượn ở dưới, cũng như những cánh sen đấy đã nở và rơi rụng dưới này đấy. Thanh xuân đã qua nhưng mà giá trị cuộc sống thì vẫn còn đấy các bạn. À, các bạn, đây là đóa hoa sen. Đóa hoa sen này đã nở cũng khá lâu rồi. Và sau khi mà nó rụng hết cái cánh này á thì nó sẽ trở thành như thế này thưa các bạn. Đấy. Và già hơn nữa, đấy là cái đài sen như thế này. Trong đài sen chúng ta có thể thấy được những hạt sen. Đây. Hạt sen này. Hạt sen này á thì chúng ta có thể luộc lên ăn rất là bổ dưỡng. Và trong hạt sen này, ở tâm giữa đây gọi là tâm sen hay gọi là tim. Và ngay bây giờ mời các bạn hãy xem nụ cười rạng ngời của bạn Long sẽ nói với chúng ta bằng tiếng Anh, bởi vì bạn ở nước ngoài khá là lâu và tiếng Anh của bạn thì chắc hơn tiếng Việt. Hey guys, well, again I'm gonna speak in English now because Mr. Bing always want me to speak in English. My third week in Central Highland so far. I've been working in a coffee like 15 kilometers from here, and then he just suddenly called me and asked me over because this is a really cool lake of lotus here, and actually pretty nice. We're kind of lucky that this is like right in the lotus blossoming season, and you can see here, this pretty baby here is like in full blossom. Like, I'm always a big fan of white flowers in particular, and lotus is definitely in my top five kind of flowers. Like, there's some kind of elegance to it, you know, like the shape of the symmetry is sort of almost perfect. This is the kind of white flowers I really do want to display in my living room. Like, and this is the kind of flowers I want to last as long as possible. I honestly don't care much about the scent, even though like lotus is known to have like a very strong and pleasant scent or aroma, but actually, I'm not a person of the aroma, but the visual is just simply stunning. Cảm ơn bạn Long rất là nhiều, bạn đã tâm sự với chúng ta về loài hoa sen này. Đấy, với bạn, đấy là một cái điều rất là mới mẻ, bởi vì bạn ở nước ngoài khá là lâu cho nên là về Việt Nam, về thấy cánh đồng sen, đặc biệt là sen trắng thế này, thì thật là quê hương đất nước thưa các bạn. Đấy, chúng ta thấy nụ cười rạng ngời khi trở về với Việt Nam của bạn ấy. I just want to add that like the sun is pretty brutal here, but that is the very reason why everything looks so cheerful and colorful. Like, that's a problem in Vietnam in general, like, when the weather is like the most perfect for taking a photo and doing video shoot, it's also the most brutal. And
I'm gonna start to sweat like a pig in the next 5 minutes. But still, it warped the experience, I would say. Wow, thật là tuyệt vời các bạn. Các bạn thấy chưa? Quê hương đất nước luôn luôn chào đón tất cả những bạn mà xa quê hương như bạn Long này. Và chúng ta lần nữa hãy lắng động và thả hồn mình vào những đóa hoa sen. Đấy, chúng ta thấy được rất nhiều chuồng chuồng. À, chuồng chuồng thời trẻ thơ của chúng ta là biết rồi. Bắt chuồng chuồng cho nó hôn và cắn vào rốn chúng ta để chúng ta biết bơi. Đấy là cái niềm vui của tuổi thơ chúng ta, đúng không bạn? Vui không? Vui không? Ừ, quá mà. Okay. Con làm điểm từ cho ba. Behind Ben is actually his son. I'm actually wondering why his son is not at school today. It's actually Friday. It's supposed to be at school, but he's decided to probably skip school and to follow his dad to come here and do this YouTube video. My God. Yeah, it's feel very pretty out here. This is not a particularly suitable time of the day to be in the lake because the sun is like just so strong. Like, I would rather come back here during the sunset hour, like 3 to 4 p.m. That's gonna be perfect. The air gonna be like pleasantly cool and you can enjoy the flowers at the same time. And during that time, because the sun gonna be at the rather low angle, you're gonna see the elongated shadows of these plains casting on the water surface. That's gonna be like a pretty nice effect. Oh, by the way, in case you don't know, these flowers, the lotus flowers, is kind of officially, I think officially considered the national flower of Vietnam.